chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Tiếp theo các video về dòng máy phát điện. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn dòng máy phát điện Husqvarna H6600 là dòng máy phát điện sử dụng động cơ và đầu hoát, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có thiết kế với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Về thông số kỹ thuật của máy, máy sử dụng động cơ 13 HP, có công suất tối đa là 5.5 kW. Máy hoạt động liên tục có công suất là 5 kW. Sử dụng xăng không chì 92 hoặc 95. Bình chứa nhiên liệu lớn có dung tích là 28 lít. Bình chứa nhớt có dung tích là 0,6 lít. Máy có trọng lượng 72 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Sau đây là một số đặc điểm của máy. Máy có thiết kế bằng khung thép chắc chắn, có hệ thống bánh xe, tay đẩy giúp di chuyển dễ dàng đến các vị trí khác nhau. Máy sử dụng động cơ 13 HP, hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, chống ồn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra máy còn tích hợp hệ thống điều chỉnh áp tự động VAR, cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp cho quá trình điều khiển được dễ dàng hơn. Trên bảng điều khiển ta có thể thấy đây là công tắc nguồn, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp, hai đầu ra của nguồn điện xe chiều, hai cực đầu ra của nguồn điện một chiều, đầu nối dây tiếp địa và công tắc của nguồn điện xe chiều. Phía dưới là khoang chứa nhớt. Dòng máy phát điện Husqvarna H6600 là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định theo thời gian, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu và nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ, luôn làm theo hướng dẫn và các chú ý của nhà sản xuất trong khi sử dụng. Lắp đặt và bảo quản máy ở vị trí khô ráo thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong điều kiện môi trường ẩm ướt, không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc quá nóng để tránh gây cháy nổ. Nếu không sử dụng thường xuyên, các bạn cần khởi động máy 2 tuần một lần. Đến với video tiếp theo, tôi sẽ test chiếc máy này và hướng dẫn các bạn sử dụng. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Husqvarna H6600 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.